Sáng ngày 25 tháng 1, Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Lạc đã tổ chức hội nghị lần thứ 65 cho ý kiến và dự thảo chương trình phát triển đô thị thị trấn Phong Phú và thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc đến năm 2030. Công tác chăm lo Tết Nguyên đán cho người nghèo, gia đình chính sách, người có công với cách mạng và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Đinh Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện chủ trì hội nghị. Hội nghị đã nghe đơn vị tư vấn thuyết minh các dự thảo chương trình phát triển đô thị thị trấn Phong Phú và Mãn Đức đến năm 2030. Các chương trình được thực hiện nhằm cụ thể hóa đồ án quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 và cụ thể hóa chỉ tiêu phát triển đô thị chung của tỉnh. Đối với công tác chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách, người có công với cách mạng và các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Ủy ban Nhân dân huyện đã phân bổ ngân sách cho các xã thị trấn tổng kinh phí trên 1,729 tỷ đồng để hỗ trợ cho gần 2.000 hộ nghèo, mỗi hộ 500.000 đồng và 2.454 hộ cận nghèo, mỗi hộ 300.000 đồng đón Tết. Phê duyệt danh sách 1.176 người cao tuổi chúc thọ, mừng thọ. Ủy ban Nhân dân huyện cũng đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà đối tượng chính sách, người có công với cách mạng. Hội nghị cũng đã nghe và cho ý kiến và dự thảo ban hành chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với chuyển đổi số huyện Tân Lạc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Ngày Ban Chỉ huy Quân sự huyện báo cáo kết quả công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024. Theo đó, năm 2024, chỉ tiêu nhập ngũ 197 công dân. Sau khi khám tuyển, tuyển chọn được 223 công dân, trong đó chính thức 197 công dân, dự phòng 26 công dân, đã tổ chức hiệp đồng chặt chẽ, chốt quân số với các đơn vị nhận quân theo đúng quy định. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị với sự hỗ trợ của các cấp ngành, các nhà hảo tâm, Ủy ban Nhân dân huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, Hội chữ thập đỏ và các cơ quan liên quan tiếp tục tăng cường sự phối hợp nắm bắt thông tin, tổng hợp số lượng và đề xuất phân bổ tặng quà kịp thời và đúng đối tượng, đảm bảo các hộ chính sách và hộ nghèo đều nhận được sự quan tâm chăm lo của Đảng, Nhà nước, không để ai bị bỏ lại phía sau. Đối với dự thảo ban hành chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với chuyển đổi số huyện Tân Lạc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Về các định hướng trong lãnh đạo chỉ đạo của chỉ thị cần có tính chiến lược dài hơi và phù hợp với điều kiện của địa phương. Kết quả đạt được khi triển khai thực hiện chỉ thị cần gắn với kết quả thực hiện cải cách hành chính, thu hút đầu tư, quản lý đất đai, công khai minh bạch trong nghĩa vụ thuế, tài chính và đánh giá cán bộ. Đối với công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2024, cần tiếp tục rà soát, nắm chắc và quản lý chặt chẽ số công dân đã trúng tuyển, chuẩn bị tổ chức lễ giao nhận quân, đảm bảo an toàn, tiết kiệm theo đúng quy định, cùng nhiều nội dung quan trọng khác.